Công an tỉnh Bình Dương vừa đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chi nhánh và các điểm giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Qua công tác kiểm tra hành chính đối với 21 trên 24 địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn toàn tỉnh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự, kinh tế, phòng cháy chữa cháy. Đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản, công ty cổ phần kinh doanh F88 đưa ra các hợp đồng ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản thể hiện mức lãi suất, các loại phí, việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố và nhiều điều khoản khác trong hợp đồng không minh bạch, có dấu hiệu vi phạm. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất cho vay theo quy định của Bộ luật dân sự. Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê ban đầu của công an các đơn vị địa phương thì có trên 2.500 hồ sơ cầm cố ký gửi quá hạn thanh toán nợ, trong đó 561 hồ sơ ký gửi quá hạn thanh toán trên 90 ngày. Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm việc với công ty để làm rõ các vi phạm trên.